Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Binh sĩ Triều Tiên đã tham gia trận chiến đầu tiên ở Nga. Theo báo cáo của Ukraine, lực lượng Kiev đã giao tranh trận chiến đầu tiên với quân đội Triều Tiên tại khu vực Kursk của Nga. Thông tin do người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, Andriy Kovalenko xác nhận, ghi nhận thông tin từ VTV Online. Ông Kovalenko cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 4 tháng 11 rằng những quân nhân đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bị lực lượng Kiev tấn công tại khu vực Kursk của Liên bang Nga. Theo các báo cáo tình báo quân sự của Ukraine, khoảng 12.000 binh lính Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh đã được triển khai đến Nga, với một số đơn vị đã được bố trí tại khu vực Kursk. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU ngày 2 tháng 11 tuyên bố Nga đã đưa hơn 7.000 binh lính Triều Tiên từ vùng ven biển của Nga đến các khu vực gần biên giới Ukraine vào trước đó. Quân đội Triều Tiên đã được đưa đến tiền tuyến với sự trợ giúp của ít nhất 28 máy bay vận tải quân sự của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, DIU cho biết. Theo tình báo Ukraine, Moscow đã trang bị cho quân đội Triều Tiên các loại vũ khí của Nga, bao gồm súng cối 60mm, súng trường AK-12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng dẫn đường, súng phóng lựu chống tăng cùng thiết bị nhìn ban đêm. Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên. Trong một cuộc họp tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc Triều Tiên triển khai quân đội đến Nga, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động này, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hai bên đã nhất trí hợp tác với cộng đồng quốc tế để cố gắng cản trở hợp tác an ninh Nga-Triều Tiên, tuyên bố nhấn mạnh. Vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rằng 3.000 chiến binh Triều Tiên đang ở cơ sở huấn luyện quân sự của Nga gần khu vực chiến sự của Kursk. Trong một video được đăng trên Telegram, ông Zelensky nói rằng Triều Tiên đã đạt được tiến bộ trong năng lực quân sự, triển khai tên lửa, sản xuất vũ khí và thật không may là giờ đây họ sẽ học được chiến tranh hiện đại, đồng thời kêu gọi các đồng minh có hành động với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ cũng báo cáo có khoảng 8.000 người Triều Tiên đang đồn trú ở biên giới với Ukraine. Cùng chung nhận định này, Cơ quan Tình báo Quân sự Hàn Quốc cho biết một đơn vị tiền phương của quân lính Triều Tiên có thể đã được điều đến tiền tuyến để họ hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga chống lại Ukraine. Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA tại Seoul đã thông báo cho các nhà lập pháp Hàn Quốc trong một cuộc họp của Quốc hội rằng quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk. DIA không có thông tin nào để chứng minh cho những tuyên bố về thương vong của quân đội Triều Tiên trên tiền tuyến. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng quân đội Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những thách thức do sự khác biệt về địa hình và các phương pháp chiến tranh khác nhau. Cuộc chiến Nga-Ukraine chủ yếu sử dụng hình thức chiến đấu bằng máy bay không người lái, nhưng quân đội Triều Tiên không được cung cấp máy bay không người lái và không được huấn luyện phù hợp. Vì vậy, chúng tôi dự đoán sẽ có thiệt hại đáng kể, cơ quan này nhận định. Đánh giá về những khó khăn mà lực lượng Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt cũng được chính phủ Anh ủng hộ vào ngày 3 tháng 11, cho rằng quân đội Nga và Triều Tiên rất có thể sẽ gặp nhiều rào cản khi chiến đấu cùng nhau trên tuyến đầu. Lực lượng Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần như chắc chắn sẽ gặp khó khăn về khả năng tương tác vì trước đây chưa từng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong một bài đăng trên mạng xã hội, mặc dù quân đội Triều Tiên đang được huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Nga ở Viễn Đông, nhưng sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, huấn luyện và học thuyết, chiến đấu có thể làm giảm hiệu quả của lực lượng Bình Nhưỡng cho đến khi họ hòa nhập tốt hơn với các đơn vị của Nga. Ông Andriy Yol, thành viên cấp cao
của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Châu Á thuộc Viện Brookings có trụ sở tại Washington, D.C. bày tỏ quan điểm. Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 1 tháng 11 rằng Bình Nhưỡng sẽ ủng hộ Moscow cho đến khi giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Ukraine. Tháng 6 năm nay, Nga đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên. Theo Hiệp ước, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Mỹ cảnh báo lính Triều Tiên ở Nga trở thành mục tiêu quân sự sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 11, khi được hỏi liệu binh lính Triều Tiên đã tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Ukraine hay chưa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông không thể nói chắc chắn về điều này, ghi nhận từ báo Dân trí. Nhưng như chúng tôi đã nói, chúng tôi dự đoán rằng có khả năng họ sẽ tham chiến chống lại lực lượng Ukraine. Nếu họ tham chiến, họ sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp, ông Miller cảnh báo. Theo ông Miller, Mỹ ước tính có tới 10.000 lính Triều Tiên đã đến tỉnh Kursk của Nga và có thể tham gia chiến đấu trong những ngày tới. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Reeder cho biết, tổng số quân nhân Triều Tiên tại Nga có thể vào khoảng 11.000 đến 12.000 người, bao gồm khoảng 10.000 người đang ở khu vực Kursk. Ông cũng lưu ý rằng tổng số quân nhân Triều Tiên tại Nga có thể tăng nhẹ. Liên quan đến các báo cáo về việc binh lính Triều Tiên đã tham gia các hoạt động chiến đấu, ông Reeder cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét các báo cáo đó. Ngày 4 tháng 11, ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, tuyên bố những quân nhân đầu tiên của Triều Tiên đã bị tấn công tại tỉnh Kursk của Nga. Quan chức Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình giao tranh hoặc tổn thất của các bên. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DEU, ngày 2 tháng 11 tuyên bố Nga đã đưa hơn 7.000 binh lính Triều Tiên từ vùng ven biển của Nga đến các khu vực gần biên giới Ukraine vào tuần trước đó. Theo tình báo Ukraine, Moscow đã trang bị cho quân đội Triều Tiên các loại vũ khí của Nga, bao gồm súng cối 60mm, súng trường AK-12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng dẫn đường, súng phóng lựu chống tăng, cùng thiết bị nhìn ban đêm. Báo cáo của DEU lưu ý rằng, binh lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại 5 địa điểm khác nhau ở Viễn Đông của Nga để có khả năng hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết khoảng 8.000 quân Triều Tiên đã được triển khai tới Kursk để tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Khu vực biên giới Nga đã chứng kiến những trận chiến dữ dội kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng 8. Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Nga đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên. Theo Hiệp ước, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, thì bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.